Good morning các bạn. Happy Friday. Yeah. Hôm nay trời mát mẻ rảnh rỗi thứ sáu. Mình muốn đi tập thể dục mà từ sáng giờ lục đục mất đồ ba cái dụng cụ nón này rồi nó lùm lum hết rồi, camera pin nó để đâu nó hết sạc rồi lung tung hết rồi. Cuối cùng cả tiếng đồng hồ mới xong, thiệt tình. Tính tình già lẩm cẩm mệt quá à. Ok, giờ mình đạp xe đạp đi, kiếm chuyện tán dốc chơi cho vui. Ôi, trời mát mẻ quá, đạp về hướng nào mình cũng chẳng biết, mình cứ tạm tạm mà đạp thôi, chứ nào mệt thì về. Mình hy vọng đạp hơn tiếng đồng hồ. Bây giờ thì trời mát lắm. Lúc này mình đạp xe đạp mình phải mang đồ tùm lum hết nè, sợ té nữa. Không biết có nên trở lại cái Thiên Long Sơn không ta, quên check nữa. Nhưng mà nào họ mở. Lạnh quá vậy. Phải mua cái áo tà dài mới được. Cuối cùng sắm dụng cụ cho xe đạp không thích đủ thứ, hàng chi mấy người mê xe đạp đó, họ mua nhiều lắm. Đó, mình có coi được một cái clip nào đó, cha nào khoe cái xe đạp tới 50.000, trời đất ơi, xe cuộc, xe đua đó, 50.000 hơn xe hơi luôn. Có mang theo nước, mang theo bánh bánh ngọt, lỡ có đói thì ăn, tại sáng giờ cũng chưa ăn sáng. Không thấy đói á, uống miếng cà phê. Ok, thôi giờ mình đạp xe đạp chút nha. Trước khi đề ba thì mình chạy ra đây một vòng. Đường vắng nè. Hôm nay có mấy con bò trên đồi. Đồi núi da 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 da. Con đường vắng này rất là sạch sẽ. Wow, hôm nay con trời lúc nào sáng cũng mịt mù mây hết à, ngộ được. Coi giờ có con mèo chết rồi, tội nghiệp không? Lúc nào nó cán đường vắng vậy mà nó còn cán chết mèo ta ơi. Đúng rồi, con mèo tội nghiệp. Shoot. Mình thích mấy mèo chó lắm, nhưng mà không có nuôi, nuôi phiền quá à. Cán con mèo chết queo. Quên tắt cái này. Trời lạnh lạnh đạp xe đạp cũng thiếu thú vị. Mà chó xuống. Về Việt Nam ra cái ngoại ô Sài Gòn quận nào ta, quận nào mà vắng người vắng xe chút thì mua chiếc xe đạp điện chạy vòng vòng mỗi sáng như vậy cũng vui ha. Ở Việt Nam chơi vài tháng cái đi về Mỹ lại sắp xếp công việc gom tiền để tiếp đi chơi. Nói tới tiền bạc, hôm nay sổ số ra tới 1.1 tỷ. Trời ơi, mới tăng lên có 3 ngày mà tăng lên gần 300 triệu một lúc, 300-400 triệu, từ 800 ngàn cho đến 800 triệu cho tới 1 tỷ 1. Chấm tỷ thôi là thành 100 triệu rồi, quá trời nhiều luôn.
có cái mùi giữa dầu hắt ở đâu vậy ta. Ồ đây nè. Nước ở đây họ đang chán dầu hắt ở đâu á, hôi quá. Chúng số, chúng số tiểu phú về cưới chân già, ở chân dài chứ quên, chân già. Tỷ phú đô la vợ nhà là chân dài, ở về Việt Nam chân dài ha. Hai tay cặp hai cô. Ngựa hoang vu ta đó, ở con ngựa phi nhìn nó thấy thoải mái sợ không ta. Trời chạy nãy giờ mới có 3 mai à, tuốt ra đây luôn. Ta mơ ngày nào ta được đi Việt Nam, phong cảnh đẹp như vậy mà không chịu, đòi về Việt Nam rác rến, đông nghẹt, ồn ào. Chọc người ta chửi mình cho vui. Dạ hôm nọ mình có làm một cái video về nói lời sốc văn hóa đó, bà con chửi quá trời luôn. Nhiều người tự ái chửi nó. Nhưng mà sự thật thôi, đó là chỉ cái cảm nhận của người ở nước ngoài lâu rồi vợ trở về Việt Nam là mình thấy vậy, như nhiều cái nó quen thuộc, nhiều cái nó hơi xa lạ, và nhiều cái mình thấy nó hơi khó chịu, nhưng mà cũng phải chịu thôi. Mình đi đi du lịch mà, đi thăm nước mà, mình chỉ nói ra chứ mình không phải là chửi bới phiền nàn gì. Mình cằn nhằn về cái gì, mình chỉ nói là mình cảm nhận vậy thôi. Đó là một cái sự thật. Con người ha, người ta không có thích nói cái gì mà xấu. Ví dụ như mình là con người ích kỷ đi, mình bị người ta chửi mình ích kỷ, mình đâu có thích đâu. Mình phải nói người ta nói mình đẹp trai, sang trọng, rộng lượng thì mới chịu. Mình ích kỷ chết mẹ. Cái đó là cái tánh tình con người mà. Anyway, Việt Nam nó có cái duyên của Việt Nam, có rác có rớm, nhưng mà nó có cái đó là cái lối phong lối Việt Nam, sao mà mình trách được. Từ xưa tới giờ những con sông rạch, những con rạch dơ giấy đồ gì đó là từ xưa, từ hồi thời mình chưa sanh ra tới giờ nó vẫn còn như vậy. Sao đã thay đổi được vậy? Nói tới mấy cái sông cống, hồi xưa trong vườn ông nội mình có cái con rạch sạch lắm, mình đó nước khi, tại vì nước mỗi khi nước ròng với nước ròng hay gì quá này, nước cạn và nước đầy đó, thì nó ra vô nó cạn hết con rạch luôn, cho nên nước nó thay đổi nên nó sạch lắm. Mình nhớ hồi xưa bị quở hoài là tại vì mình mấy lần đầu thôi à, tại mình không biết, về quận quê ông nội chơi đó, khói tắm sông, chờ nước chảy vô sông cái, nó chảy vô rạch nó đầy hết, xong nó đứng trên cầu nhảy xuống cái đùng 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 sình không, bà con chửi nó mày làm cái gì mày nhỉ, quẩy sình lên sao tới múc nước xài, bị chửi thôi biết lần sau biết rồi. Cái hôm nọ mình về Việt Nam á, cũng về quê ông nội thăm, trời ơi dọc con sông nó toàn là chuồng heo không, chuồng heo, xong rồi cái tấm heo, cái xịt mấy cái nước phân của heo xuống với cái rạch đó nó thối in. Không còn trong sạch như hồi lúc mình còn nhỏ nữa.
chiếc xe đạp này mình đạp mình thấy thích ghê á nha. Tốt, chạy một năm trời. Nói đúng là mình chạy chưa có nhiều lắm nhưng mà chạy nó tốt chứ sợ luôn. Đường xá thì sạch sẽ cho nên mình không có bị sợ đạp đinh á. Nhất là chạy con đường vắng này vậy vui quá, thấy thích. Bên tay trái mình là vách núi. Nếu hôm nào đạp lên Thiên Long Sơn lúc họ mở cửa mình cũng muốn ngắm cảnh đó mà chưa bao giờ lên. Ở xe đạp ở Việt Nam chắc cũng có nhiều chiếc xe đạp tốt mà ha, mình nghĩ thấy mấy đứa học sinh nó cũng chạy mấy chiếc xe đạp điện chạy dữ. Xe chạy xe đạp điện có bị cảnh sát phạt không ta? Đi xe Honda thì đã lâu bị phạt luôn. Luật rừng lâu lâu thấy người ta ngoắc vô không biết lỗi gì nữa cứ phạt thôi, ngoắc vô là phạt thôi, phạt tại chỗ. Tiền giá phạt bây giờ cũng thấy cũng lên giá dữ rồi. Nhớ hồi lúc trước mình đi với bạn từ Việt Nam, từ Sài Gòn ra Vũng Tàu bị chặn hai lần, mỗi lần đóng 500 ngàn. Đòi triệu hay gì đó mà chơi trả cuối cùng trả 500 ngàn. Hôm nọ mấy đứa Tây lái Honda quay video á, bị chặn lại đòi tới 2.5 triệu. Lên giá 2.5 triệu là bao nhiêu ta? Trăm mấy? 120, 110 đồng gì đó. Tên thân đây ta. $100 hồi xưa ở Việt Nam nhiều lắm mà, nghe nói về chơi ai chơi Việt Kiều về cho $100 là trời mừng dữ. Hết lớn luôn. Bây giờ $100 nhìn còn hé. Thì có 2 triệu gì cho nội. cho thêm. Giờ về Việt Nam phải cho bạc ngàn không ta? Thôi về chơi giàu có đâu, cho quà chút đỉnh thì là vui rồi. Thương thì thôi. Trở lại chung nữa. Có nhiều lúc mình đi ngang đây gió nó thổi về hướng này đó. Ôi, mùi phân nữa lên. Nó thơm. Kiếm chuyện gì nói đang ta chửi luôn bữa nay. Nói chứ lúc xưa hồi xưa mình đâu có thèm để ý tới Việt Nam, đâu có muốn về Việt Nam chơi đâu. Đến lúc già tuổi rồi mới đi, tự nhiên thích mấy khoảng chừng 15 năm gì đó, giờ trước là bắt đầu tự nhiên thích Việt Nam. Về được một chuyến là thích vô luôn, thích quá trời thích luôn. Ôi đằng trước sao mà bụi bặm quá vậy? Quên đem theo khẩu trang. Có thằng quỷ này nó thổi.
nói luật lệ Cali này nó cấm cho xài cái thổi bụi đó rồi, sao giờ chắc không có pass đó. Thổi cái đó thì nó gọn, nghĩa là thổi nó sạch xăng, nhưng mà nó bụi thổi bay tùm lum nhiễm ô nhiễm. Hôm nay là ông già cằn nhằn đủ thứ chuyện hết. Cằn nhằn gì, cằn nhằn tiếp cho một bữa cho. Xưa đâu có thèm để ý tới Việt Nam. Bận đi làm, bận nuôi con, bận làm ra đây kiếm tiền trả tiền nhà tiền xe, đâu có sức đâu mà ngồi đó mà ngồi nghĩ tới Việt Nam. Giờ rảnh rỗi xanh nông nổi, sao xe chạy nhiều quá vậy? Nhìn này, phong cảnh này lúc này không có xe nhìn thấy nó relax, nhìn dù cái đồi nó cỏ không có gì hết. Trên đồi chỉ có gà lôi, rắn rít gì thôi. Đâu có con thú vật nào sống trên đó được. Xuống dốc. Cảnh sát nãy giờ chạy đây, đứng lại nãy giờ rình bà con được một vé rồi. Good morning. Cảnh sát ngồi đó rình mấy người ở đây cũng tốt. Bị mình thấy chắc lâu lâu người ta complain á, xe đây chạy dữ quá hay là có tai nạn hay gì đó, đây cái là tới rình dạy phạt chân dạy em. Ta đi lang thang vòng vòng. Ôi giờ về chạy ra đạp về mà có tô phở sực đã rồi. Đạp đó giờ 9 mai rồi, giờ tới công viên đi bộ, điền vòng công viên đi bộ coi có gì lạ không. Tắt cái điện, đạp không. Nhớ mình nói mình kiếm cái chuông mua
Tại vì đạp ở đây có người ta đi bộ, mình phải cảnh cáo người ta. Tin tin tin. Giờ phải dùng cái miệng. Công viên lá đồ đâu đi. Yêu nhạc mà nhạc không yêu tôi không biết hát. Viện Tao Đàn hay vườn Tao Đàn gì quên mất, công viên Việt Nam. Công viên ao cạn, ta về ta tắm ao ta, nhiều dù đông dù 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 dơ dù dịch buồn mất, dù sao đi nữa vẫn là ao ta. Lâu quá rồi cũng quên, mà bị cái tật bây giờ hay quên đầu quên đuôi, thôi thua. Có một cái nhớ trong đầu hoài là nhớ cái câu gì hồi mẫu giáo, thời giờ ngựa chạy tên bay, hết trưa lại tối, hết ngày lại đêm. Chờ người ta đi. Ôi, một đám học sinh. Thank you. Tổ trường chưa ta, hay là cái này chỉ là cái hội gì cho mấy đứa nhỏ. Thôi, bảo ra ngoài, trong đây nhiều người quá. Lâu quá không có đi thăm mấy con vịt. Vào đây thăm vịt. Ở trong đây có mấy cái ao, ít ra nó cũng còn nước á, cho nên vịt nó đến. Tóm lại trong cái xóm này đạp xe đạp cũng dễ vắng. Công viên khô khan lăng tăng. Oh, hôm nay có nước. Oh my goodness. Oh la la, oh la la. Oh, thích thử, thích thử. Đứng nhìn chút đây. Hôm nọ khô queo rồi, bữa nay nó đổ nước đầy hết nè, đẹp quá. Beautiful. Tự nhiên nay ngẫu hứng chạy qua đây thấy có nước thấy vui dễ sợ. Mấy lần trước vào đây khô queo. Đi xuống cái ao của cái này chắc có gì rồi. Ở đây nó có cái nó đổ nước ở trong, nó tràn ra từng ao không nhỉ.
Nhưng mà cái đá sỏi này có ngày chắc bị lún xe. Đây, đây. Hai con chó chạy xuống tắm. Chỗ đó nước nó chảy xuống. Mình đi qua cầu. Qua cầu gió bay. Good morning. À, vịt ngỗng, ngỗng vịt. Okay. Xuống đây, ngắm nhìn một chút. Hay có vịt ngỗng, vịt này Việt Nam gọi là le le hả, le le be be. À, ra đây nhìn mấy vịt thú vị. Đây nó tràn trong cái ao này, họ xịt nước ra có cái cống nó bỏ nước vô, nó tràn ở đây, tràn ra đây, tràn ở đây. Cái ao nãy mình chạy á, mà nó cạn nước á, chắc một hai ngày nữa nó tràn qua bên đó luôn. Mùi nước này nó không có sạch lắm thật, tanh tanh mùi rong chứ không phải mùi cống. Ngỗng này gọi là Canadian geese. Nhìn lên núi. Thôi đạp về. Rồi nghỉ ngơi chút, con thức dậy chở nó đi ra chợ Nhật cho nó ăn cái món, món của nó thích ăn á, món gọi là takoyaki, là bạch tuộc. Ok, let's go. Ở trong đây đường đất thì không nói gì, đường đường bằng sỏi. Chạy đây nhiều chắc tổn thương cái bánh xe. Giờ trong này hát được á, hát cái này luôn. Hát ngân như là, như là bé gì quên mất này, bé gì, con bé gì mà hát giọng dân ca. Hoa cầu gió bài 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 bài. Ba cậu đi về nhà, cậu bà ban. Đấy, cậu làm nhớ cái cậu ở nhà quê ông nội.
như nó mới đổ nước à, chưa có nhiều vịt ngỗng. Có lúc nó tụt ra đây cả 100 con luôn. Ok, thôi mình đạp về nhà nha.